Gái là gái. Chả không biết ăn chơi già bắt đầu là cái như là có điều kiện. Già. Có điều kiện tí bắt đầu lại cái như tí tởn chơi bời là bắt đầu cặp bò. Em xin em xin video nhá, có gì sau em làm lò kịp khách. Quay thì quay thoải mái đi. Dạ. Xin đàng hoàng tử tế chứ, không làm gì đâu. Giới thiệu gần như là lò mặt. Đưa mấy quảng cáo nhanh cho mấy gì đồng ý. Ngại gì. Quay mình đang quảng cáo nhanh như gì. Vâng, mở quá. Bên kia đứng cứ đây bên. Hơi nó bóc thì làm gì thấy cái gì nữa. Mày biết bắn tôn không? Hả? Biết bắn tôn không? Không bắn được, tôn nó chỉ bình thường. Mày lấy mấy bắn tôn đâu ra nhỉ? Có kèo bắn tôn kìa. Đâu? Có là có cả sân. Ừ. Mua lấy cái. Đẹp phết chứ nhỉ. Nước sôi kia. Đấy nhảy nhảy vào đây tắm cái. Đen thành trắng chỗ phi thành chỗ luộc. Nhà bác em hôm nay cũng có dịch chứ. Chết thật. Nhanh Hoàng ơi. Ừ. Đây là ai? Đấy, không bị gì. À, nhà ông ấy đóng cửa từ tuần trước rồi. Bé đi học, bọn đi học, sợ nhất bọn đi học. Bọn đấy thì tránh cho được anh. Nhà Thanh Hòa. Thanh Hòa con bé đi học vẫn dính. Những người nhà có được gì đâu. Phải đẹp chứ. Em không, em không báo anh ơi. Em không có soi cho đấy đâu. Soi này thôi. Đây. Không, ai soi cái đấy. Có xoay cái khác nữa không? Phải sao cho xoay luôn nè. Phải chi không? Làm cái miếng thì lo mặt kìa. Mặt cũng đi bẩn. Mặt cũng đi không biết lo mặt. Ngủ lại cái này đi lên chân luôn à. Cái chim không biết thì chắc.